Bruce Willis, ngôi sao hành động từng là ông hoàng cát xê của Hollywood, 4 thập kỷ đóng 100 phim. Tài tử Bruce Willis tuyên bố từ giã sự nghiệp do tổn thương não và hội chứng mất ngôn ngữ khiến cả Hollywood náo động. Những năm 1980-1990, Bruce Willis từng là ngôi sao được trả lương cao nhất kinh đô điện ảnh với thành công của siêu phẩm hành động